Theo cáo trạng, khoảng 7 giờ không ngày 5 tháng 2 năm 2019, Nguyễn Minh Triều và Nguyễn Thanh Bình, cậu ruột Triều, cùng ngồi uống rượu. Khoảng 11 giờ cùng ngày, Bình và Triều đã uống hơn 1 lít rượu và đang thì thầm. Trong lúc thì thầm qua lại, Bình có chửi thề lớn tiếng. Sợ làm phiền những người hàng làng mạc, Triều khuyên Bình thì thầm nhỏ lại, nhưng Bình chẳng những không nghe mà tiếp tục chửi. Do đó hai bên xảy ra mâu thuẫn gây cáo dẫn đến đánh nhau. Trong lúc đánh nhau, Triều nhặt vỏ chai thủy tinh đâm trúng vào đầu của Bình. Mặc dù bị mến, nhưng Bình vẫn tiếp tục chửi thề. Khi thấy đầu của Bình bị chảy máu, Triều lấy áo lau máu và băng vết mến lại cho Bình, rồi tiếp tục ngồi uống rượu một mình, còn Bình đi khoảng 3 mét thì nằm xuống đất. Khoảng 1 giờ sau, do không thấy Bình có động tĩnh gì, Triều nhặt một khúc gỗ đi đến chỗ Bình đang nằm, kêu Bình ngồi dậy tiếp tục uống rượu. Bình trả lời mệt và không uống nữa. Sau đó, Triều tiếp tục một mình ngồi uống rượu và biết Bình đã bất tỉnh. Đến khoảng 18 giờ không cùng ngày, những người trong làng mạc thấy Bình trong tình trạng say rượu, trên người có nhiều vết mến nên đưa Bình về nhà anh ruột. Khi về đến nhà anh ruột, khoảng 45 phút sau thì Bình tử chiến. Sau đó Triều đã đến công an phường Châu Phú Bờ đầu thú và khai báo hành vi phạm tội. Ngày 14 tháng 2 năm 2019, Triều bị khởi tố, điều tra. Kết luận giám định pháp y, Bình tử chiến do suy hô hấp dị chấn mến bí mật dùng ngực trái gây dập toàn cục phổi trái bệnh lý tim phổi mãn tính. Căn cứ thành quả thẩm vấn tại tòa và các chứng cứ có liên quan trong vụ án, xong xuôi phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Triều 13 năm tù về tội giết người.